chép này chúng ta sẽ làm bằng cà rốt nhé. Đây là cái phần mẫu để làm trước để các bạn nhìn cho nó dễ. Đó. Nguyên liệu chính của ta chính là cà rốt. Ta lấy một củ cà rốt này. Đó. Dao tỉa. Một cái xúc tròn nhỏ này. Một cái xúc tròn lớn hơn. Còn lấy cho thầy mượn cây nhún, cây nhún răng cưa nhỏ nữa là đủ. Đó. Công dụng của nó thì thầy sẽ hướng dẫn và sẽ nhắc trong quá trình thầy thực hiện nhá. Đấy, chính vì thế thì các bạn phải tập trung ở đây. Rồi dụng cụ hỗ trợ thì có dao bào này, dao thép nhỏ này. Đó. Rồi, đây là một cái mẫu cá chép thầy đã làm trước. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn. Đây là một củ cà rốt. Đã làm được một con này. Đó. Các bạn thiếu chúng ta có thể ghép ở những bộ phận khác như cái đuôi và vây thầy cũng đã ghép từ bên ngoài. Được chưa nào? Tập trung vào đây, không nói to nhá. Bước đầu tiên. Đó. Bước đầu tiên thì các em cắt cái phần gì? Cuống này bỏ đi. Được chưa nào? Rồi, một củ cà rốt này. Đấy. Cho bàn tay này, các bạn lấy dài hơn một đốt ngón tay nhá, dài ra một chút như này. Rồi các bạn cắt xuống. Được chưa? Đó. Đây, lòng tay đây. Đấy, gần bằng ngón út như này. Để... Bước tiếp theo là các em cắt nhẹ ở dưới này đi. Để cho con cá nó gì các bạn? Nó đứng nằm lên giống như đang bơi này. Được chưa? Đó. Cái phần nhỏ này chúng ta để bên cạnh để lát chúng ta làm đuôi. Rồi. Xong phần này này. Các em thấy con cá chép này nó đang bơi ngang không? Nó nhìn ngang không? Đó. Được chưa nhá? Rồi xong các bạn dùng móng tay này. Đó, các bạn vẽ nhẹ điểm này, cong nhẹ một chút này, các bạn thấy không? Đó, rồi xong các bạn cắt nhẹ ở đây. Đấy, cho nó nhìn ngang mà, đúng không các bạn? Thì các bạn cũng cắt này đi. Ở cái bụng nó là phần dày nhất, đúng không các bạn? Dày và gì? Và to nhất, thì các bạn để cái phần này cong ra. Đó, được chưa nào? Rồi, bên này cũng vậy luôn, thì các bạn dùng móng tay này, các bạn bo nhẹ ở đây. Rồi đến đây thì các bạn dùng dao tỉa nhá. Dao tỉa các bạn cắt cũng cong nhẹ cái phần này ra này. Được chưa? Đó. Rồi ở trên miệng của nó đấy, chúng ta cũng cắt nghiêng như này luôn. Đó. Rồi. Các bạn thấy không? Nhìn nó bị nghiêng sang một bên không? Đó, đổ nhẹ sang một bên nhé. Các bạn cắt xuống. Bên này chúng ta dùng dao gì? Dao thép cắt xuống. Bên đây nó vướng, chúng ta dùng dao tỉa chúng ta cắt nhẹ đi. Rồi, cái miếng mỏng này ta để làm gì các bạn? Vây. Đó, để làm vây hoặc là râu. Đó, mỏng quá hay nhỏ chúng ta sẽ bỏ đi. Được chưa nào? Đó. Mỗi vậy thôi là các bạn ra cái khối này. Rồi xong cái này nhá. Đó, các bạn thấy cái đầu không? Đầu thấp xuống. Và cái đuôi nó cũng nhỏ lại. Thì cái lưng nó sao các bạn? Lưng nó nhô lên. Được chưa nào? Thì các bạn dùng dao thép này các bạn cắt xuôi như bên này xuống như này nhá. Được chưa nào? Đặt dao ở giữa cái lưng và cắt xuôi xuống như này. Rồi bên này nữa cũng đặt dao cắt xuôi như này. Rồi cũng vậy thôi. Rồi các bạn thấy không? Đó, xuôi xuống. Rồi cái miệng của nó thì sao các bạn? Cái miệng nó thì nhỏ. Rồi chúng ta cũng cắt xuôi như này. Các bạn thấy chưa? Nó để dày đây nhá. Rồi xong cái phần này chúng ta cắt nhỏ cái đuôi lại một chút thì vẫn để cho cá nó nằm như này. Đó. Được chưa nào? Nằm xong rồi đến cái đuôi ở ngoài. Đuôi ở ngoài thì cái phần gì đấy các bạn? Cái phần gì đấy? Cái phần cà rốt dơ lúc nãy. Để làm sao mà cái đuôi nó mở to được như này? Đó. Thì chúng ta có hai cách. Một là các bạn lấy cái miếng to này các bạn cắt mỏng ra, miếng làm được đuôi. Nhưng mà ta có cái phần này sẵn đây rồi, giờ các bạn chỉ cắt gì các bạn? Nhìn kỹ nhá. Rồi các bạn cắt nhẹ hai bên đi này. Đó, xong các bạn cắt làm gì đây các bạn? Cắt làm đôi cho thầy. Đó, được chưa? Đôi này, để dày một chút nhá. Đấy. Xong các bạn rồi dán hai miếng vào một. Đó, rồi trước khi dán thì các bạn cũng cắt phẳng ra đi một mặt. Được chưa nào? Đó, một mặt như này.
Rồi xong từ quan chỉ cần chấm keo lên là được. Đó, được chưa? Nó sẽ dày lên. Đó. Keo thì các bạn cầm như này nhá, cầm phẳng là chứ không cầm nghiêng là nó sẽ chảy keo vào người hoặc là vào thớt. Cho một giọt keo này. Đó, dùng cái này chúng ta cho đều ra. Nhanh tay cái miếng này ta đặt lên. Giữ trong khoảng 5 giây thì chúng ta được cái phần khối như này. Đó là cái phần gì các bạn? Cái phần đuôi này giờ mình sẽ, đây là các bạn thấy không, nó sẽ nằm ở đúng ở chỗ này của cái phần con cá của mình nhá. Đó. Rồi, sau khi phần này này xong nó, cái đuôi chúng ta để ở đây. Đó, dùng dao tỉa các bạn cắt như thế nhá. Này cắt này. Các bạn thấy không? Đó, cắt nhẹ ở dưới. Mũi dao ra tối đa cái phần này. Cái đuôi cá thì nó sao các bạn? Nó xòe ra. Thì các bạn tận dụng tối đa cho thầy ở ngoài này nhá. Đó. Tối đa ngoài đây, được chưa? Ở cái đột cổ đuôi con cá thì nó sẽ sao các bạn? Nhỏ lại. Rồi, xong cái phần này chúng ta sẽ cắt cái phần này ra đây luôn. Rồi, lấy cái phần này ra này. Các bạn giống hình chữ Y không các bạn? Nhưng mà cánh này nó dày hơn một chút. Xong dầu ngã ta cắt nhẹ phần chỗ này. Đó, được chưa nào? Rồi sau khi cái phần này xong nhá. Rồi các bạn dùng cây xúc này. Cái gì đấy các bạn? Cây nhún nhỏ. Đó, chúng ta cầm nghiêng vào như này. Rồi chúng ta xúc tạo cái phần gì đấy các bạn? Cái phần vây mà nó có cái đường khứa nhỏ đấy các bạn, đúng không? Đó, cái điểm nhấn nhỏ ở cái phần vây thì chúng ta dùng cái gì đây các bạn? Nhún thì chúng ta dùng hai mặt, xúc hai mặt luôn nha các bạn. Cứ để dày, không cần phải bo mỏng. Khi chúng ta xúc xong thì nó sẽ tự động sao các bạn? Mỏng lại. Đó. Rồi, xong phần này giờ các bạn chỉ cần cắt nhẹ lại một chút cho nhọn cái phần gì đấy các bạn? Đuôi ra. Đó, cho nhọn lại. Cái này nó mỏng nha các bạn. Mỏng rồi nó có điểm nhấn luôn. Thì đồng nghĩa cái điểm nhấn của mình nhìn nó giống cái phần đuôi hơn. Như vậy thôi nhá. Đó, xong phần này chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Rồi đến cái phần thân này. Thân mà chúng ta cắt thì cũng đơn giản thôi. Đấy. Giờ chúng ta sẽ sao các bạn? Dán đuôi vào đây. Được chưa nào? Đó, các bạn cũng đặt trên thớt để luôn này. Cái đuôi này các bạn thấy nó có bị nghiêng không các bạn? Nghiêng lên để nhìn cho đẹp. Đúng không nào? Chúng ta nếu mà thẳng đúng như này, chúng ta để nghiêng như này. Hoặc ta để nghiêng như này luôn. Đó. Và cái đuôi nó sẽ gì cho các bạn? Hơi gì? Hơi vảnh lên. Đó. Giống như đang quấy đuôi nha các bạn. Rồi các bạn cắt như này luôn. Rồi đặt nghiêng hẳn như này luôn cho thầy nhá. Được chưa? Rồi các bạn cho keo các bạn dán vào. Đó, nghiêng này. Để giữ chắc này. Các bạn chỉ đặt như này, con cá nó ra cái phần nghiêng này. Giờ các bạn chỉ cần dùng gì? Dao bào, bào ở bốn cái cạnh gì các bạn? Đó, bào ở trên cái cạnh này. Rồi, quay lại. Rồi giữ trên thớt này luôn. Rồi, các bạn chỉ cần bào cái cạnh gì các bạn? Cạnh gì? Cái cạnh vuông nha các bạn. Đó, rồi bên dưới chúng ta cũng bào luôn. Rồi, bên này chúng ta cũng bào luôn. Bào cho nó tròn lại. Rồi cái chỗ này dư nhiều này, ta dùng dao ta gọt đi. Cái đuôi nó cũng mỏng các bạn. Đó. Rồi chúng ta cũng bào nhẹ phần này đi. Rồi đấy là chúng ta ra cái phần thân này. Đó. Rồi các bạn chỉ cần gọt cái cạnh đuôi này các bạn này, có thấy nó có bị sao các bạn? Nó đang bị vuông. Hoặc chúng ta cắt mà chúng ta chưa gì? Chưa bo hoặc là chưa gọt đi. Chúng ta sẽ gọt nhẹ cái phần này này. Đó, chúng ta sẽ gọt nhẹ cái phần này đi. Rồi, đó, ra ra cái phần thân con cá như này. Thì nó chưa có mắt, chưa có vây thì nó sẽ còn chưa được ra cái nét.
thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, bào tiếp cái phần chỗ mỏ này cho nó gọn lại này. Rồi giờ chúng ta sẽ đi kỹ thuật nhá. Cái phần ở ngay chỗ này chúng ta sẽ cắt gì? Giống hình chữ gì? Giống hình chữ V đi xuống. Rồi cắt nhẹ điểm này đây luôn. Đó, và cho cái phần này nó nhỏ lại. Đó, cái phần này nó nhỏ lại như này. Rồi, xong tiếp đến chúng ta dùng gì các bạn? Móng tay chúng ta vẽ cái gì đây các bạn? Cái mang của nó. À, mang nhá. Rồi. Rồi các bạn cắt cái mang này đi. Đó, cắt hai nét nè. Đứng dao nhá. Đó, ta có được cái phần mang như này. Được chưa nào? Rồi bên này nữa. Đó. Rồi các bạn cắt đứng dao nè. Cái phần dao này chúng ta cắt rồi nằm hạ ra. Tạo được cái gì đây các bạn? Đó. Rồi, sau khi cái mang này xong, rồi chúng ta đến cái phần gì đây các bạn? Vảy. Vảy. Rồi các bạn xúc đứng này. Rồi xong là nghiêng vào này. Đó. Được chưa? Đó. Đầu tiên các bạn đứng nhá. Rồi các bạn nghiêng gì? Nghiêng vào. Rồi các bạn xúc cái vảy cho nó sao các bạn? Nó so ne đi một chút. Đó. Các bạn trưng cái mẫu này, các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn xúc gì? Xúc hết toàn thân nó. Nếu không thì các bạn chỉ xúc ở trên lưng thôi, tại vì mình quan sát ở trên lưng nó sẽ thấy gì các bạn? Thấn vảy rồi. Rồi bên này cũng vậy luôn nhá. Trên kỹ thuật này chắc cái phần này là chắc là dễ nhất đây. Đó, đứng này xong nghiêng vào này. Được chưa? Đứng này rồi xong nghiêng vào này. Rồi. Cái đuôi nó bị rớt ra thì ta sẽ gắn lại. Còn thiếu gì đấy các bạn nhỉ? Vây lưng nhá. Cái phần vây lưng ấy thì các bạn lấy một cái miếng cà rốt nhỏ này. Chúng ta cắt gì các bạn? Cắt mỏng ra. Còn thấy không? Mỏng. Ở dưới này nó dày hơn một chút. Dày hơn để lát nữa mình làm gì các bạn? Chúng ta dán vào cho dễ. Rồi. Giờ các bạn muốn cắt nó cân thì các bạn giữ cái phần này lên đây. Đó, rồi xong rồi cắt. Được chưa nào các bạn? Thì nó sẽ có độ cong vừa bằng cái gì? Lưng của mình. Đó, cái thứ hai. Rồi, khi mà đặt lên đây xong rồi mình sẽ cắt ngắn phần trên này đi. Hơi chéo ra đằng sau nhá. Đó. Rồi. Rồi xong phần này là các bạn dùng cây gì? Xúc lớn. Các bạn xúc làm điểm gì các bạn? Làm điểm nhấn. Đấy, cái này ta ra được cái phần vây này. Được chưa nào? Rồi xong cái này chúng ta sẽ dán vào đây. Đó. Các bạn lưu ý dán vào gì? Chính giữa. Rồi các bạn sẽ cắt một cái đường này. Rồi xong hạ nhẹ ở trên giữa lưng này. Đó. Rồi các bạn thử vào đây trước. Được chưa nào? Đó, ấn thử vào đây. Rồi khi mà ấn thử xong thì các bạn cho một ít keo vào đây nhá. Đó, trải keo đều từ trên dưới này các bạn dán gì? Dán vào. Đó. Các bạn thấy cái lưng, cái phần vây lưng của nó chưa? Đó. Rồi xong cái phần này này. Các bạn sử dụng cái xúc nhún nhỏ này. Các bạn xúc.
tạo điểm gì các bạn? Đấy, tạo điểm nhấn. Đấy, các bạn lấy cái phần này ra, cái điểm nhấn này giúp cái phần vây của mình nó sao các bạn nổi hơn. Đúng rồi. Rồi, sau khi phần vây được xong, giờ các bạn đến cái phần vây gì? Vây dưới bụng. Đây, cái vây dưới bụng này chúng ta có những cái miếng mỏng như này này. Các bạn thấy không? Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ cắt. Đầu tiên là cắt cong hình chữ C này. Đó. Bên trong này các bạn cũng cắt cong hình chữ C luôn. Và ngắn hơn. Rồi sau khi ngắn hơn các bạn cắt cong gì? Bên dưới ta được cái phần vây này đẹp này, và động tác này chúng ta cắt tương tự ngược lại. Đó. Ta sẽ đặt vào bên này hai bên, còn cái nhỏ hơn thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy luôn, mà nó sẽ nhỏ gì, nhỏ hơn. Đấy là cái vây nha các bạn, bốn cái vây này, thì vây to và vây gì, cái bên mắt thì các bạn sử dụng gì đây các bạn? Vỏ dưa. Rồi, vỏ dưa các bạn xúc hai phần tròn. Rồi các bạn cho một ít keo ra bên ngoài nhá. Rồi xong giờ các bạn sẽ dán vào đây này. Đó, dán vào đây. Rồi tiếp tục các bạn sẽ dán cái mắt còn lại sang bên cạnh. Đó. Rồi sau khi mà dán mắt còn lại sang bên cạnh, còn những cái vây lưng nha các bạn. Cái vây thì các bạn này. Đó. Ở bên này thì các bạn cắt nhẹ đi. Rồi. Các bạn dán vào ngay gì các bạn? Bên dưới cái phần gì đấy các bạn? Mang của nó, chứ không dán vào mang nhá, bên dưới mang một chút này. Đó. Rồi. Bên dưới mang này. Đó. Các bạn có được cái phần gì đây? Vây, và vây bụng các bạn cũng làm tương tự như vậy. Trang trí như này. Để trang trí lên thì các bạn sử dụng một cái miếng gì các bạn? Dưa leo này, hoặc củ cải, hoặc cà rốt cũng đều được hết. Cắt cho thầy lấy một phần nhỏ đi. Đây. Rồi râu thầy sẽ làm sau cùng. Cái râu nó rất là sao các bạn? Dễ gì? Dễ bị gãy, chúng ta phải làm sau cùng. Cho thầy một cái tăm nhỏ này. Lấy tăm ra. Thầy xin cái tăm nhé. Rồi, các bạn bẻ đôi nhá. Đó, cho nó cắm vào đây. Cố nó chắc thì các bạn cắm tăm ấy, các bạn cắm 2-3 cây vào. Rồi, các bạn cài lên đây. Rồi. Cài lên cái miếng dưa gì các bạn? Đó, dưa. Rồi, xong phần này. Cái râu thì các bạn chỉ cắt một cái miếng mỏng gì. Đấy. Các bạn lấy cái miếng bất kỳ nó đủ mỏng là được. Rồi, các bạn cắt cong lên đây. Hình dầu ngã. Rồi, khi mà râu này xong rồi các bạn chỉ cần dán vào đây, chấm keo và dán ở bên hông nhé các bạn.